Chào mọi người, hôm nay Nguyệt đến nhận việc, có gì mọi người giúp đỡ Nguyệt nha. Dạ, sếp cứ yên tâm. Nguyệt, bạn này của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Em làm việc đi, anh về phòng họp nha. Dạ. Chào mọi người. Dạ. Dạ, chào sếp. Đầu tiên em sẽ làm gì hả chị? Khỏi, em cứ ngồi lướt web chơi đi. Vợ của sếp á, ai bắt làm đâu, em đừng có ngại. Em vào đây là để làm, chứ lướt web thì em đâu cần vô đây. Chị mau giao việc cho em đi. Em nhập dữ liệu vào hồ sơ này cho chị nha.